Ơi, mẹ ơi, mẹ cho con làm tóc highlight nhé. Mẹ cho con làm tóc highlight nhé. Chú hỏi một chút là sao con lại thích tóc highlight? Nó đẹp. Nó đẹp. Con nói cho chú nghe xem con muốn làm tóc highlight như nào và muốn cắt mái như nào. Nếu chú vừa nghe thấy bảo con cắt mái bằng à hay sao? Mái bay. À, cắt mái bay bay hai bên kiểu hơi bám bám ôm mặt như này đúng không? Cho mặt nó nhỏ đoạn này đúng không? Mới lại làm tóc highlight à? Highlight màu gì? Con hỏi mẹ đi, xem nào mẹ đồng ý thì chú mới làm cho. Mình còn đang phải bận bịu trong việc học ấy. Mẹ con đồng ý không? Mẹ đồng ý nhá. Mẹ đồng ý rồi, chúc mừng con nhá, thì chú làm cho con nhá. Highlight mẹ ơi, chú chỉ nối cho con thôi nhá. Tại vì là nối cho này con chơi không thích thì mẹ tháo ra cho con nhá. Thì không có tẩy highlight nhá. Được không chú anh? Chú làm cho con highlight cho chú cắt cho con bye bye nhá.